Bật mí nhé. Bật mí lần nữa nhé. Bật mí lần ba. Ghét vô. Hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2022, đó chính là ngày sinh nhật lần thứ 3 của công ty cổ phần truyền thông Sài Gòn Today. 6 tháng 6 năm 2019, 6 tháng 6 năm 2022. Sau 3 năm phát triển, với sứ mệnh Sài Gòn Today làm việc tử tế, công ty cổ phần truyền thông Sài Gòn Today tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ những khó khăn ban đầu về con người, cơ sở vật chất, thị trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng với sự lãnh đạo của anh Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty, Sài Gòn Today đã lớn mạnh từng ngày. Tài Vinh hôm nay, xa lộ thông tin, STV News, camera cảnh báo, kinh tế nông nghiệp cuối tuần. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Chúng ta tự hào khi giữ sóng liên tục trong 3 năm với gần 900 số phát sóng. Chương trình Tài Vinh hôm nay trên đài phát thanh truyền hình Tài Vinh, gần 900 số phát sóng chương trình xa lộ thông tin trên đài phát thanh truyền hình Bình Dương, gần 500 số phát sóng chương trình SCV News trên đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, gần 100 số phát sóng chương trình trên từng cây số và 28 số 360 độ cine trên đài phát thanh truyền hình An Giang, 27 số văn hóa giao thông và series ký sự Tây Ninh mê say trên đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, gần 70 số chương trình kinh tế nông nghiệp cuối tuần trên đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu và 10 số chương trình camera cảnh báo trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV7. Ngoài ra, Sài Gòn Today còn là đối tác tin cậy của nhiều đài phát thanh truyền hình hàng đầu khác trên cả nước như VTV9, VTC, SCTV, đài phát thanh truyền hình Long An, đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng, đài phát thanh truyền hình Bình Thuận và đài phát thanh truyền hình Ninh Thuận. Đối với khối kinh doanh bản quyền phim, chương trình, chúng ta đã nỗ lực không ngừng, liên tục cập nhật nội dung mới để làm hài lòng khán giả. Khi sở hữu 28 bộ phim Việt Nam với hơn 1.000 tập phim, đầy đủ các thể loại từ tình cảm, hài hước đến hành động, 350 video ca nhạc bolero với dàn ca sĩ trẻ trung hiện đại, 100 tập phim sitcom và nhiều nội dung hấp dẫn khác. Ngoài ra, Sài Gòn Today đã và đang là đối tác cung cấp bản quyền phim nước ngoài với nhiều đối tác là các đài phát thanh truyền hình như đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp, đài phát thanh truyền hình Long An, đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu. Ở lĩnh vực hợp tác khai thác quảng cáo, Sài Gòn Today tự hào khi cung cấp hàng ngàn tập phim và khai thác độc quyền quảng cáo kênh miền Tây truyền hình Đồng Tháp 2 từ năm 2019 đến nay, khai thác khung phim sitcom sau 20 giờ từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, 2 năm liền giữ vững khung phim Việt Nam 17 giờ trên đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu. Đặc biệt, dù tình hình sản xuất phim gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết liệt từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Sài Gòn Today đã mạnh dạn đầu tư sản xuất phim Tết Thế Nào Cũng Tết với 8 tập, mỗi tập 25 phút, phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Hậu Giang. Phim có sự tham dự của dàn diễn viên chất lượng gồm Thanh Nam, Quý Bình, Thanh Trúc, Tấn Bò. Với sự phát triển không ngừng của các mạng xã hội, Sài Gòn Today đã và đang xây dựng các hạ tầng số để thích ứng với sự biến động không ngừng của thị trường. Đội ngũ sản xuất nội dung số đã làm việc cực lực, không kể ngày đêm để sản xuất các nội dung hấp dẫn và đạt một số dấu mốc nhất định. Kênh YouTube Mekong Daily với 2,2 triệu view và 75.000 giờ xem. Kênh YouTube Nhà Hay Lúa với 1,6 triệu view và 56.000 giờ xem. Kênh YouTube Tôi Yêu Chợ Việt với hơn 1 triệu view và hơn 64.000 giờ xem. Kênh YouTube Biệt Đội Phấn Trắng với hơn 500.000 view. Ngoài ra, 4 hệ thống fanpage Mekong Daily, truyền hình miền Tây, truyền hình Đồng Tháp 2, 360 độ cine trên từng cây số like cũng thu hút hàng chục ngàn lượt follow like. Đặc biệt, kênh TikTok Mekong Daily News đã bất ngờ đạt được 657.000 lượt follow và 5,7 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Và bây giờ là giây phút quan trọng nhất, hãy cùng theo dõi. Mừng sinh nhật 3 tuổi Sài Gòn Today Media, happy birthday. Mừng sinh nhật 3 tuổi Sài Gòn Today Media, happy birthday. Mừng sinh nhật 3 tuổi Sài Gòn Today Media, happy birthday. Mừng sinh nhật 3 tuổi Sài Gòn Today Media, happy birthday.
Mừng sinh nhật 3 tuổi Sài Gòn Today Media. Happy birthday. Mừng sinh nhật 3 tuổi Sài Gòn Today Media. Happy birthday. Mừng sinh nhật 3 tuổi của Sài Gòn Today Media. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật 3 tuổi Sài Gòn Today Media. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật 3 tuổi Sài Gòn Today Media. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật 3 tuổi Sài Gòn Today Media. Happy birthday.